Đạp gió 2023 vòng công diễn 4 Team Chibu ngoạn mục chiến thắng trước Team Tạ Na. Như vậy, sau thời gian chờ đợi thì hôm nay ngày 24 tháng 6, vòng công diễn 4 của Team Chibu cũng đã chính thức được lên sóng. Phần biểu diễn với phần vũ đạo của Chibu, Ella, Mạnh Giai đã giúp team mang về số điểm cao với 839 điểm chiến thắng team của Tạ Na. Ở vòng công diễn 4, Ella, Mạnh Giai, Chibu trình diễn ca khúc Set Up and Dance với một sân khấu đầy cuốn hút và sôi động. Mở màn, tiết mục Set Up and Dance, cả ba cùng nhau xuất hiện trên sân khấu. Sau đó, cả ba có màn đu dây đưa người xuống dưới sân khấu với tạo hình cực ngầu. Chibu hát cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Ở phần công bố số điểm, team Chibu đánh bại team Tạ Na với 839 phiếu bầu tại trường quay. Được biết, cả Mạnh Giai và Ella đều xuất thân ca sĩ nên đội Chibu có lợi thế trình diễn. Chibu mặc trang phục quyến rũ, khoe vai trần. Họ thể hiện ca khúc Set Up and Dance, cả ba thể hiện vũ đạo đẹp mắt và thần thái lôi cuốn. Giọng hát của Chibu cũng tiến bộ. Một lần nữa, cô và các đồng đội sử dụng chiêu đu dây để di chuyển từ sân khấu trên cao xuống dưới. Tuy nhiên, hạn chế của tiết mục là sân khấu quá rộng lớn nên nửa đầu khá trống trải và không khuấy động được bầu không khí. Đến phần cuối cùng cũng là cao trào của bài, ba giọng ca cùng dàn vũ công đã làm nóng cả trường quay với màn vũ đạo mạnh mẽ, ấn tượng. Tiết mục vừa gợi cảm lại vừa tưng bừng, tạo được sự hào hứng cho người xem. Đúng với những tin tức trước đó, công diễn 4, Chibu có tạo hình tóc xoăn, diện set đồ denim đậm chất retro, trang điểm theo tông đỏ đậm cá tính. Của ba Ella, Chibu, Mạnh Giai đã đem đến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn với tổ hợp hoàn hảo. Điều đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên Chibu kết hợp cùng cựu thành viên của Miss Asia, Mạnh Giai. Trước đó, vào năm 2019, Chibu từng được mời tham gia với tư cách ca sĩ thể hiện bản OST Teens Over của bộ phim Brand John. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ đến từ các quốc gia khác như Lào, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia và Myanmar. Việc cả hai ngẫu nhiên một lần nữa trình diễn cùng nhau ở màn công diễn 4 khiến khán giả vô cùng thích thú trước sự duyên nợ này. Như vậy, với phần trình diễn Set Up and Dance, đội Chibu đạt 839 điểm từ khán giả trong trường quay. Như vậy, đội Chibu đứng thứ 2 trong tổng 6 đội, đứng đầu là đội Amber Maria với 841 điểm. Thành tích của Chibu ở công diễn 4 đã cao hơn vòng trước đó. Ở công diễn 3, Chibu cùng đội Trương Gia Nghe và Ngô Thiến, họ đạt số điểm không cao và chỉ đứng hạng 5 trong số 6 đội. Đến cuối mỗi vòng công diễn, các khán giả tại trường quay sẽ bình chọn một lần nữa cho các cá nhân, các tỷ tỷ, chứ không phải theo nhóm như trước. Xét theo số bình chọn cá nhân, Chibu luôn đứng hạng cao ở các vòng trước đó. Thứ hạng của cô trong các vòng trước lần lượt là 8, 7, 4 và 9. Với thành tích trên, Chibu được dự đoán tiến vào chung kết của Đạp Gió 2023, thậm chí có khả năng lọt đội hình chiến thắng. Những tỷ tỷ giành chiến thắng ở chương trình sẽ có cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án và hoạt động tại Trung Quốc